Bạn thân mến, hôm nay kho sách nói miễn phí.com xin được giới thiệu đến các bạn phần tóm tắt những ý chính của cuốn sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Blair Singer, dịch giả Trần Lê, được xuất bản bởi nhà xuất bản Trẻ. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Có những giọng nói cứ lao sao bên trong đầu bạn, nhưng điều thú vị ở đây là bạn có thể làm chủ được chúng chỉ trong vòng 30 giây hoặc ít hơn, để từ đó cải thiện đáng kể cuộc sống của mình. Hãy quên bớ lý thuyết suông về phát triển cá nhân đi, để trải nghiệm thực tế và ứng dụng những kỹ thuật được giới thiệu trong cuốn sách này, nhằm tạo ra thay đổi sâu sắc cho bản thân ngay lập tức. Tổng quan cuốn sách này được chia làm 2 phần với 248 phần. Phần 1 giới thiệu về khám phá và làm chủ giọng nói trong đầu, bao gồm 9 chương. Phần 2 giới thiệu đến bạn 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại bộ não của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào tóm tắt từng chương. Chương 1. Giành lấy sự kiểm soát giọng nói trong đầu bạn. Bạn hoàn toàn có thể bước ra khỏi đầu mình và nhìn lại cuộc chiến đang diễn ra bên trong. Đó là việc nhìn nhận lại một cách khách quan và suy nghĩ. Điều này thật thú vị, ý tưởng này, cảm giác này hay sự thối thúc này từ đâu mà ra? Giây phút mà bạn có thể tách bản thân ra khỏi những nhiễu loạn trong tâm trí của mình. Và hãy tin tôi, tất cả chúng ta đều trải qua những điều ấy và khi đó bạn tự do. Phần lớn thời gian bạn có quá nhiều suy nghĩ và bị chúng lấn áp đến mức không thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Thực tế bạn có thể tin rằng mọi điều mà giọng nói trong đầu bạn lên tiếng đều đúng. Mọi điều về lũ trẻ gào khóc, về tiền bạc, về các mối quan hệ, về sự giàu có, công việc và ông chủ của bạn. Đó là một mớ hỗn độn, bạn quá chìm ngập vào trong đó. Tuy nhiên có giây phút bạn nói rằng, hãy dừng lại, giọng nói trong đầu tôi đang cất tiếng, không nhất thiết đó là tôi thật sự. Chính giây phút này bạn nhận thực ra và bạn được giải phóng. Vào thời điểm đó, con người thật của bạn đã len lỏi ra khỏi mớ bồng bông của riêng mình. Và bây giờ bạn đang nhìn nhận lại bản thân mình một cách khách quan, điều đó thật tuyệt. Tôi sẵn sàng nói với bất kỳ ai rằng, thứ duy nhất chắn ngang giữa bản thân tôi và cái tôi muốn, chính là thứ đang nằm giữa tay phải và tay trái của tôi. Bạn chính là bạn, dù tốt hơn hay xấu đi, tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều là người tốt, hay chỉ ít thì chúng ta đều khởi đầu như thế. Ở giai đoạn đầu, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có trái tim trinh nguyên và tinh thần trong sáng. Những gì xảy ra sau đó lại là vấn đề khác. Tất cả những trải nghiệm của bản thân đều khiến cho bạn trở thành con người như ngày nay. Vì thế, khi nhìn vào gương, hãy nghĩ xem bạn đang hạnh phúc ở điểm nào và điểm nào bạn muốn thay đổi. Tình trạng tài chính có như ý bạn không? Bạn có một cơ thể như mình mong muốn không? Những đứa con có giống những gì bạn mong muốn không? Bạn đang giao du với những người mà bạn thật sự thích giao du? Công việc hay nghề nghiệp của bạn có được như ý? Khi bạn nhìn vào mắt mình, chúng đang nói gì với bạn? Hãy thử nhìn đi. Thách thức là phải tìm ra những gì bạn dự định làm và tiếp tục làm việc đó. Nhưng bạn sẽ chỉ tìm được nó thông qua quá trình thử nghiệm và mắc lỗi. Chẳng có cuộc gọi nào lại không dính dáng đến kinh doanh. Mọi cuộc gọi đều liên quan đến bán hàng, hoặc anh bán cho khách hàng vài cổ phiếu, hoặc khách hàng bán cho anh. Lý do anh ta không chịu mua. Theo cách nào thì việc bán hàng cũng đều được triển khai. Vấn đề duy nhất là ai sẽ kết thúc, anh hay anh ta. Quá trình xem xét nội tâm là thứ mà tất cả những người lãnh đạo vĩ đại đều tiến hành. Họ luôn chất vấn bản thân mình. Trong bạn luôn có một người chiến thắng và một kẻ thất bại, một thiên thần và một ác quỷ, một anh hùng và một kẻ bất lương. Bạn có tất cả những con người đó trong mình. Vấn đề là con người nào sẽ chiến thắng hôm nay? Chương 2. Giọng nói trong đầu là gì và rốt cuộc nó thuộc về ai? Một số người nói rằng, tôi không có giọng nói trong đầu. Ô, bạn có đấy, chúng ta đều có. Tôi không biết giọng nói của bạn giống ai, nhưng giọng nói trong đầu tôi nói chuyện có vẻ giống mẹ tôi. Đôi khi nói rất cao giọng, đôi khi than vãn và đôi khi thì la hét. Giọng nói trong đầu của bạn đơn giản chỉ là phần tiềm thức trong tâm trí của bạn đang lên tiếng. Còn về phần giọng nói đó là của ai, phải chi tôi có thể nói rằng nó là của bạn, nhưng thực tế lại không phải. Nó thuộc về mọi người đã gây ảnh hưởng lên bạn. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của phần tranh luận này là để giúp bạn không chỉ hiểu giọng nói đó là của ai, mà còn có thể nghe rõ giọng nói nào là thật sự của bạn. Con người nhiệt thành, lạc quan, tài năng và độc lập của bạn. Có một giọng nói trong bạn thật sự biết điều gì phải làm. Đó là giọng nói biết điều gì tốt nhất cho bạn và có thể giúp bạn phát triển. Nó đích thực là con người bạn, là giọng nói lên tiếng rằng, đây là năng khiếu của anh, đây là những gì anh có bổn phận phải làm, bất kể đó là gì. Đừng để người khác tước mất điều đó. Anh biết rằng, mình có thể thực hiện việc này mà, hãy tiếp tục. Anh rất giỏi, trung thực và tài năng. Đây mới chính là anh, hãy tiếp tục. Tôi nghĩ mọi người đều đã từng nghe thấy nó vào lúc nào đó, trong sâu thẳm đó mới thật sự là con người bạn.
Bạn có khả năng và sự sáng suốt để nhận ra giọng nói này chính là tinh thần hay bản chất thực sự của bạn, là phần trong con người bạn đáng ra phải trở thành bậc thầy tài năng và giàu có của những cuộc chơi lớn, là người có thể hoàn thành những điều lớn lao. Anh không có quyền kết liễu bản thân mình, anh không thuộc về bản thân anh, mà anh thuộc về vũ trụ. Tầm quan trọng thực sự của anh có thể vẫn mãi không sáng tỏ đối với anh, nhưng hãy tin rằng anh đang hoàn thành mục đích của mình nếu anh tự cam kết với lợi ích cao nhất của những người khác. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng tham dự và thắng một cuộc chơi lớn, tuy nhiên không phải ai cũng thực hiện được. Những giọng nói trong đầu sẽ quyết định điều đó. Bạn nên quan tâm đến người khác, chứ không phải những gì họ nghĩ về bạn. Chương 3. Quản lý thành công giọng nói trong đầu bạn. Chắc chắn sự sợ hãi sẽ xuất hiện, chắc chắn bạn cũng nghi ngờ bản thân mình và chắc chắn bạn cũng chất vấn bản thân. Nhưng ở thời điểm bạn phải kiểm soát được giọng nói trong đầu để loại bỏ những câu hỏi và dù thế nào cũng phải hành động. Nếu không hành động thì chỉ có lý thuyết và phỏng đoán, không thể thực nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều lựa chọn con đường đó. Nhiều người chuyển sang chế độ vô thức. Phàn nàn họ mất kiểm soát ra sao, họ trở thành nạn nhân của những gì đang diễn ra xung quanh mình như thế nào. Mọi người phải có trách nhiệm với suy nghĩ của mình, vì thế phải học cách kiểm soát chúng. Điều đó không dễ dàng, nhưng có thể làm được. Đầu tiên, nếu chúng ta không muốn nghĩ đến những thứ đó, đừng nói chúng ra, đừng cho phép bản thân mình nói những điều tiêu cực có thể sản sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta đâu cần ăn mọi thứ mình nhìn thấy và đâu cần nói mọi điều mình nghĩ. Cứ thử tưởng tượng tình huống đó mà xem. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách kiểm soát lời nói của mình và chỉ nói khi có mục đích tốt đẹp. Có những thời điểm chúng ta phải có bộ óc trong sáng tinh khiết và loại bỏ những suy nghĩ không mong muốn. Phải rèn luyện và chuẩn bị kỹ càng cho những thời điểm này cho đến khi chúng ta sẵn sàng. Rèn luyện cho lời kêu gọi cuối cùng của bạn. Chẳng có ích gì khi lên án bản thân mình về những suy nghĩ, ý tưởng và giấc mơ đến trong đầu mình. Vì thế, chẳng có ích gì khi tranh cãi với bản thân hoặc chiến đấu với những suy nghĩ của mình. Nếu chúng tiếp tục xuất hiện trong đầu bạn, thì hãy bỏ mặc chúng và nói tôi không lựa chọn những suy nghĩ đó có trong đầu, rồi chúng sẽ sớm biến mất. Nếu bạn kiên quyết và kiên trì với mục đích, thì bạn sẽ biết cách thức sử dụng lựa chọn đó và kiểm soát nhận thức của mình. Vì thế, những suy nghĩ không mong muốn sẽ không đến với bạn nữa. Khi đó bạn có thể trải nghiệm sự thanh tịnh hoàn toàn và đi theo đúng con đường của mình. Còn sự ô uế sẽ không tồn tại cả trong tâm trí và thể xác của bạn nữa. Chương 4. Giá trị bản thân vượt qua sự chần chừ, thực hiện ước mơ của bạn. Đã bao nhiêu lần bạn trì hoãn không thực hiện những gì bạn thật sự muốn làm, viết một cuốn sách, thành lập một doanh nghiệp, thực hiện một tour du lịch văn hóa. Có một lý do khiến bạn trì hoãn trong việc này và dường như sẽ không bao giờ đạt được chúng. Tuy nhiên tin tốt lành là, có một phương pháp điều trị đó là một trong những kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu có hiệu quả nhất mà tôi đã áp dụng. Và những ứng dụng của phương pháp này rất rộng rãi. Cho dù trong lĩnh vực bán hàng, xây dựng các mối quan hệ hay đảm bảo sự thịnh vượng của cá nhân, nó liên quan đến khả năng thẩm định giá trị một cách rõ ràng. Có gì đó ngăn cản giữa con người bạn hôm nay và con người mà bạn nghĩ mình có thể trở thành, thứ gì đó ngăn cản bạn không thực hiện chuyến hành trình, nó chính là sự kháng cự. Nó hình thành từ rất nhiều thứ khác, là một trong những giọng nói có sức công phá lớn nhất trong đầu bạn, và tôi chắc chắn rằng bạn nhận ra nó. Nếu bạn thiếu sự tự tin, thì khi đó sự kháng cự trong bạn sẽ lên cao và bạn sẽ không bao giờ hoàn thành những thứ mình đã đặt ra hoặc không bao giờ trở thành con người mà bạn mong muốn. Phần lớn mọi người gặp thất bại, chứ không phải thành công, bởi vì họ từ bỏ những gì họ thật sự mong muốn để làm những gì mà họ muốn vào ngay lúc đó. Tôi đề nghị bạn ngồi xuống và tạo một danh sách về con người mà bạn tưởng tượng ra với bản thân mình trong 5 hoặc 10 năm tới. Trong bối cảnh và môi trường lý tưởng, bạn sẽ trở thành con người nào? Bạn muốn trở thành ai? Bạn muốn có những gì? Bạn muốn hoàn thành những gì? Đó có phải là những gì bạn muốn tạo nên? Câu trả lời của bạn là gì? Hãy liệt kê chúng vào một danh sách ngay bây giờ, ghi tất cả xuống. Giọng nói trong đầu bạn nói những gì khi bạn đang liệt kê danh sách này? Hãy nhận biết tất cả những lời lẽ của chúng. Hãy để ý đến cách thức chúng biện hộ cho lý do bạn không làm những thứ mà bạn thật sự muốn. Chương 5. Sự tự tin làm sống lại người hùng trong bạn. Những gì tôi luôn nói trong bán hàng và giao tiếp chính là đúng vậy. Có kỹ thuật tốt rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải có sự tự tin. Bạn cần phải tâm đắc với thông điệp của mình, nghĩa là nói phải đi đôi với làm. Tất cả những phần thể hiện bản thân của bạn trước người khác phải thích hợp và hài hòa với nhau. Đó là lý do tại sao một trong những cuộc bán hàng quan trọng nhất, dù ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời bạn, chính là bán bản thân bạn cho chính bạn. Vậy vấn đề là bạn có được sự tự tin bằng cách nào?
Câu trả lời cho vấn đề đó thực tế đơn giản hơn nhiều so với bạn nghĩ. Một khi bạn học được cách để có sự tự tin, bạn sẽ ngăn được bản thân mình nói những điều ngớ ngẩn. Và bằng cách nào bạn làm được việc đó? Cách đơn giản nhất là thông qua quá trình lặp đi lặp lại. Nếu bạn thường xuyên nhắc lại điều gì đó, sự tự tin của bạn sẽ được xây dựng một cách tự nhiên, bởi vì quá trình nhắc lại tạo ra trải nghiệm. Một cách thức đơn giản khác để xây dựng sự tự tin là bịt miệng. Tất cả những giọng nói nào cho rằng bạn không thể làm được việc, mỗi lần bạn chặn học nó, hãy tự hỏi, đây có phải là thứ mà mình có thể học? Đây có phải là thứ mà mình có thể tự tin hơn trong quá trình luyện tập? Việc này sẽ giúp bạn có được sự tự tin. Ngoài ra vẫn còn một cách khác rất hiệu quả, nó được gọi là môi trường thực tế. Cứ tham gia một cách nhiệt tình và nhanh chóng. Bạn có thể không thành công, nhưng bạn sẽ thu được hàng tá kinh nghiệm. Chương 6. Tính xác thực. Chiến thắng bằng cách sống đúng với bản thân. Nỗi sợ hãi lớn nhất của rất nhiều người chính là nếu họ sống thật, thì sẽ chẳng có ai thích họ cả. Nhiều người nghĩ, nếu bạn thấy tôi thật sự là ai, nếu tôi cho bạn thấy yếu điểm của mình, nếu tôi cho bạn thấy những gì đang thật sự diễn ra, thì bạn sẽ thấy cả một mớ hỗn độn và bạn sẽ không thích tôi. Đúng, sự thật là chúng ta đều có một mớ hỗn độn nào đó, không cần phải lo lắng. Kinh nghiệm trong những năm qua của tôi cho thấy rằng mọi người luôn đánh giá cao những người ngay thẳng. Bạn nhận ra mình tiến gần đến việc khai thác những tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt của mình, khi những gì bạn đang làm không chỉ mang lại cho bạn niềm vui lớn, mà bạn còn cảm thấy đó là nơi dành cho bạn được nhiều thắng lợi nhất, là nơi mà thời gian như biến mất và bạn có những trải nghiệm thật thú vị. Bạn không thể trở thành bất kỳ ai mà bạn mong muốn, bạn chỉ có thể trở thành con người mà bạn được sinh ra để trở thành. Bill Cosby đã từng nói, tôi không biết chìa khóa thành công, nhưng tôi biết chìa khóa của sự thất bại, đó là cố gắng làm hài lòng mọi người. Bạn không thể làm hài lòng mọi người, bạn phải làm hài lòng tinh thần của mình, con người đích thực của mình. Nhưng cho rằng đó chỉ là một quá trình đơn giản, chẳng khác gì thực hiện vài bước đi chập chững thì thật lố bịch, đó là một phần trong hành trình cuộc đời của bạn. Chìa khóa của sự thành công là sống thật không giả tạo, đôi khi tinh thần của bạn bị giam hãm bên trong. Có thể do lúc nào đó trong quá khứ, có người đã nói với bạn rằng chỉ là chính mình thì không ổn, con người thật của bạn ở đâu đó bên ngoài quá dị hợp, quá cực đoan, quá nhiều chuyện xấu. Thế là một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn bạn khóa chặt bản thân đích thực của mình, để người khác thích bạn hơn và để bảo vệ chính bạn khỏi bị đau đớn. Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ là thời điểm để nó lên tiếng. Hãy là con người mà bạn có nghĩa vụ phải trở thành, cho dù người khác nói gì hay nghĩ gì. Lý do lớn nhất để học cách làm chủ giọng nói trong đầu là giành lại con người thật sự của bạn. Bạn được sinh ra để có một cuộc sống tuyệt vời, có những người bạn tốt, có nhiều tiền và những mối quan hệ tuyệt vời. Khó khăn sẽ đến khi bạn trượt khỏi con đường đó. Chương 7. Trách nhiệm phải giữ lời hứa với chính bản thân mình. Cách nhanh nhất để quản lý giọng nói trong đầu bạn là tự mình phải có trách nhiệm, hay nói cách khác, hãy tin những gì bạn nói là sẽ làm. Phải có những tiêu chuẩn cụ thể để bạn không thể sẵn sàng thỏa hiệp, để bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đặt ra các mục tiêu, các con số, những điểm tiêu chuẩn mà bạn sẵn sàng phấn đấu để hướng tới. Đó có thể là thu nhập, cân nặng, số lượng các cuộc điện thoại hay bất cứ thứ gì. Và để tiến hành, bạn phải đặt những quy tắc cá nhân để khi giọng nói trong đầu bắt đầu lên tiếng, bạn có lý do để giữ cho mình. Không đi xa mục tiêu của mình, đó là luật tôn vinh hay còn gọi là luật đạo đức hành xử. Tinh thần trách nhiệm sẽ kiểm soát giọng nói của bạn và buộc nó vận hành có lợi cho bạn. Trách nhiệm sẽ buộc bạn phải nhận ra sự thật. Hãy tập luật tôn vinh cá nhân, một bộ quy tắc cá nhân mà theo đó bạn không bao giờ thỏa hiệp. Để quản lý giọng nói trong đầu, bạn phải có mức độ trách nhiệm để giữ cho nó không dối trá, chối bỏ hay thay đổi sự thật. Chương 8. Xóa bỏ giới hạn mà giọng nói trong đầu áp đặt lên những thành tựu của bạn. Có một người khổng lồ tinh thần tồn tại bên trong bạn. Thông qua quá trình khẳng định, lặp lại và sử dụng phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu và đặt bản thân vào những hoàn cảnh có nhiều thách thức thì con người khổng lồ sẽ xuất hiện. Hãy dành thời gian xem xét những lý tưởng của bạn, sự tự ý thức và tạo ra luật tôn vinh để bảo vệ bạn khỏi chính mình. Điều đó buộc bạn phải thách thức bản thân, nhưng đồng thời phải tôn trọng và kính trọng bản thân. Nếu bạn thực hiện được điều này thì quá trình tự nhận thức của bạn sẽ tăng lên và khi đó kết quả bạn đạt được cũng tăng theo. Chương 9. Giải pháp cho 4 nguyên nhân khiến mọi người thất bại. Nguyên nhân 1. Sự sợ hãi. Nguyên nhân 2. Sự mệt mỏi. Nguyên nhân 3. Bởi vì họ không thể chiến thắng. Nguyên nhân 4. Bỏ cuộc quá sớm. Vậy giải pháp đối với vấn đề này là gì? 1. Thường xuyên và tập trung cao độ. 2. Trải nghiệm tác động cao cho quá trình đó. Mỗi buổi luyện tập phải có mức độ thử thách và đòi hỏi sự tập trung cao độ. 3.
khoảng thời gian ngắn cho phép quá trình trải nghiệm đạt được mục tiêu. 4. Môi trường được kiểm soát để bảo vệ việc học tập được suôn sẻ, loại bỏ sự mất tập trung. 5. Có trách nhiệm cao với những thông số thống kê cũng như sự hướng dẫn trực tiếp và có kỷ luật từ cả khía cạnh chuyên môn và khía cạnh giọng nói trong đầu. Phần 2. 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại bộ não của bạn. Phương pháp 1. Quản lý thành công. Bạn sẽ nói gì với bản thân khi có điều tốt đẹp đến với bạn? Thật tuyệt vời khi được mọi người vỗ tay khen ngợi, bạn cảm thấy mình thật xuất sắc. Tuy nhiên, thông thường sẽ có nhiều giọng nói trong đầu cằn nhằn rằng đó không phải là thành tựu đáng kể, rằng bạn chỉ may mắn thôi, hoặc có thể những lời tán dương thật sự không dành cho bạn, vì bạn không xứng đáng. Một khi có được thành công hay chiến thắng, đây là những gì bạn nên làm. Đầu tiên, vung nắm đấm lên trời một cách dứt khoát và nói, thắng rồi. Điều đó quá dễ đúng không? Tôi biết nó có vẻ giả tạo và bạn cảm thấy mình hơi ngu ngốc, nhưng bạn cần một động tác cơ thể và lời nói để giữ chặt chiến thắng này trong cơ thể của mình. Sau khi bạn đã thành thục hành động ăn mừng chiến thắng, thì kỹ thuật thứ hai trong phương pháp này là chỉ tập trung vào giọng nói trong đầu. Khi bạn có một chiến thắng thực tế, thì giọng nói trong đầu của bạn bình luận gì về điều đó? Phần thứ ba của phương pháp này là hãy nói với bản thân mình rằng thời gian còn lại trong tuần sẽ rất tuyệt. Phần thứ 4 trong phương pháp này là hãy để thành công đến liên tục trong phần đời còn lại của mình. Phương pháp 2, cách thức giải quyết nghịch cảnh. Bạn sẽ làm gì khi có ai đó nói không với bạn? Nó hoàn toàn đối lập với quản lý thành công. Nếu ai đó nói chúng tôi rất thích anh, nhưng chúng tôi không thích sản phẩm của anh, bạn sẽ bước đi với cảm giác thất bại. Điều này có thể xảy ra. Những gì bạn nói với bản thân trong những giây phút đầu tiên rất quan trọng. Vì thế phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu của trường hợp đó hoàn toàn trái ngược với những gì bạn thực hiện khi thành công. Đừng quy trách nhiệm vấn đề cho mỗi cá nhân bạn. Thứ hai, khi đối mặt với nghịch cảnh, hãy nói với bản thân đây là một tai nạn riêng, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thời gian còn lại trong tuần. Thứ ba, đừng bao giờ để vấn đề xảy ra bao trùm toàn bộ mọi thứ. Một lần nữa phải tách bạch sự cố. Hãy nói một vài điều như, tất nhiên tôi gặp khó khăn với những cú điện thoại này, nhưng tôi vẫn có những mối quan hệ tuyệt vời. Khó khăn này sẽ không thể xảy ra thường xuyên. Phương pháp 3, cách thức phản ứng trong trường hợp sợ hãi. Khi có điều gì đó không ổn, bạn lặp lại, thắng rồi, thì cơ thể bạn nghĩ rằng nó đang nhắc lại thành công và năng lượng sẽ quay trở về. Thực ra đó chính là phản ứng có điều kiện. Năng lượng của bạn sẽ quay về, bạn sẽ năng động hơn và bây giờ bạn có thể đến để giới thiệu bản thân với người khác. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn đừng thực hiện hành động này. Trước mặt người mà bạn đang cố gắng gây ấn tượng, nó có thể gây tác dụng ngược. Bạn sẽ có trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều so với trước và bạn sẽ đạt được tới mức độ thành công cao hơn. Phương pháp 4, cách thức để chất vấn và thúc đẩy tình huống. Những gì bạn nên làm là tự hỏi bản thân hàng loạt những câu hỏi đơn giản sau khi trải nghiệm bất kỳ tình huống nào về cảm xúc. 1. Điều gì đã xảy ra? 2. Tại sao? 3. Tôi đã học được những gì? 4. Tôi đã học được những gì từ bản thân mình? Bất kỳ vấn đề là gì, bạn phải xác định được nó, và khi bạn hỏi tôi đã học được những gì, thì vấn đề không còn là đúng hay sai. Bạn sẽ tách bạch vấn đề ra khỏi việc có làm hỏng mọi thứ hay không. Cho dù bạn có được hợp đồng hay gặp thất bại, bạn vẫn sẽ học được điều gì đó. Cho dù thành công nhỏ đến mức nào, hãy ăn mừng tất cả chiến thắng của bạn, và cũng nên ăn mừng chiến thắng của mọi người xung quanh bạn. Phương pháp 5. Ăn mừng mọi chiến thắng. Hãy nhớ lưu giữ chiến thắng trong con người bạn, cho dù đó là một hành động ăn mừng, cú đấm lên không trung, hoặc một vài phương pháp nào đó mà bạn thích. Cho dù thành công nhỏ đến mức nào, hãy ăn mừng tất cả các chiến thắng của bạn. Phương pháp 6. Cách thức chuyển tâm trạng một cách nhanh chóng quản lý khủng hoảng. Bạn hãy đóng vai trò chuyên gia tư vấn và người cần tư vấn, và tất cả những câu hỏi và câu trả lời nên được diễn ra. Như thể bạn đang đóng những vai này. Hãy hỏi bản thân hoặc ai tham gia với bạn những câu hỏi lặp đi lặp lại, để tâm trạng của bạn được chuyển hướng. Bạn sẽ không ngừng hỏi cho đến khi tách được tâm trạng ra, và cùng lúc đó, thì mức độ của cảm xúc và năng lượng đi liền với nó sẽ lắng xuống. Thực ra, việc thực hiện câu hỏi nhiều lần cũng giúp xua tan cảm xúc. Phương pháp 7, cách thức vượt qua nỗi sợ mắc sai lầm. Đó gọi là phương pháp tôn vinh sai lầm. Tôi biết nó có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng đó lại là phương pháp lập trình hay tổ chức lại bộ óc của bạn. Chúng ta đã đề cập đến hành động tung cú đấm lên trời và nói thắng rồi, để ăn mừng tất cả những chiến thắng. Còn phương pháp này thì bạn phải thực hiện mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng tôi đang nói đến vấn đề lớn hơn ở bên trong. Vì vậy, hãy dùng cả hai tay tung thật mạnh vào không khí và hét lên chiến thắng. Thật đơn giản, cứ đến một chỗ yên tĩnh,
vươn mạnh cánh tay lên và hét lớn chiến thắng. Hãy vờ như đó là một chiến thắng và ăn mừng nó, cứ thực hiện một vài lần, nhưng đừng quên chuyển động của cánh tay, bộ phận chuyển động này rất quan trọng. Phương pháp 8, cách thức đối mặt với những mục tiêu bị thất bại hoặc chưa hoàn thành. Tôi thấy rằng rất nhiều người không đặt ra mục tiêu vì sợ sẽ không hoàn thành. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ không thể hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đặt ra. Đó là một thực tế và nó hoàn toàn bình thường. Khi bạn đã rõ ràng không đạt được mục tiêu, hãy ngồi xuống và lập một danh sách. Tôi đề nghị bạn viết nó ra. Nếu bạn lựa chọn cách nói ra thành tiếng, thì ít nhất nó cũng ghi lại, bởi vì sau đó bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe chính miệng mình nói rằng bạn sẽ chẳng hề nhớ mình đã nói thế. Hãy nhắc lại mục tiêu, những gì bạn đã hoàn thành trên con đường tiến tới mục tiêu, hãy viết chúng ra. Bạn có thể đặt ra mục tiêu và không đạt được nó, nhưng bạn sẽ luôn đạt được điều gì đó trong tiến trình thực hiện. Bây giờ, hãy đọc những gì bạn viết hoặc nghe lại những gì bạn đã ghi âm và lắng nghe chính bản thân mình. Những việc gì đem đến cho bạn năng lượng tích cực nhất, việc gì làm cho bạn vui. Không có thứ gì gọi là không đạt được mục tiêu cả. Bạn có thể đặt ra một mục tiêu và chưa chạm tới được nó, nhưng bạn sẽ luôn đạt được những thứ gì đó khác trong tiến trình. Và tôi tin rằng đó là lý do bạn đã không đạt được mục tiêu ban đầu của mình, bởi vì bạn đã giành được điều gì khác trên con đường. Tôi nhận thấy chúng thường là sự khen ngợi hoặc sự công nhận về những gì bạn đã đạt được ở nhiều thời điểm. Đây mới chính là mục tiêu sâu xa nằm khuất sau vấn đề tiền bạc. Phương pháp 9. Đạt được mục tiêu của bạn. Khi bạn đặt ra những mục tiêu của mình, cho dù chúng là mục tiêu cá nhân hay nghề nghiệp, thì hãy nhớ rằng chúng phải đo lường được và phải gắn với khung thời gian cụ thể. Tiếp theo, hãy chia sẻ với ai đó và nhờ anh ấy hoặc cô ấy đọc lại mục tiêu cho bạn, đồng thời để ý xem giọng nói trong đầu bạn bình luận gì khi bạn lắng nghe. Những mục tiêu của bạn rõ ràng chưa? Bạn có hứng thú với chúng không? Bạn có cần phải viết lại không? Bạn có hổ thẹn vì chúng không? Bạn có tự hào về chúng không? Bạn có cho rằng chúng được đặt ra quá cao hoặc không hợp lý? Dù gì thì bạn cũng cần phải thông suốt nó. Phương pháp 10. Cách thức để luôn trong tư thế hoàn toàn sẵn sàng. Phương pháp này rất mạnh mẽ. Nếu bạn có con nhỏ thì phương pháp này thực sự dễ thực hiện. Nó yêu cầu phải có hai người, hoặc bạn có thể tự mình thực hiện phương pháp này trước gương. Hãy ngồi quỳ gối, không cần phải hai đầu gối chạm nhau, và nhìn thẳng vào mắt nhau, mà không nói lời nào. Tôi biết nó có vẻ kỳ quặc, nhưng mục đích của việc này là để cho bạn sẵn sàng và tập trung khi bạn đang có cảm giác bị phân tán, bị lấn áp hay giận dữ, hoặc đơn giản, nếu bạn cần hoàn toàn tập trung khi tiếp cận một thách thức. Nguyên tắc là khi đối mặt, bạn không được nói hay tỏ ra ngượng ngùng trong khoảng thời gian ít nhất 30 phút. Nếu bạn thực hiện được trong thời gian lâu hơn, thì càng tốt, giọng nói trong đầu bạn sẽ bắt đầu sôi lên. Nó sẽ gầm gừ việc này thật điên rồ, người kia sẽ nói gì về tôi không muốn làm việc này, tôi còn nhiều việc khác phải làm, không sao cả. Hãy để giọng nói trong đầu của bạn tiếp tục. Trong thời điểm này, bạn không phải làm gì cả, chỉ cần cố gắng ngồi im tại vị trí. Phương pháp 11, cách thức lưu giữ tình yêu để bạn có sức mạnh ở thời điểm hiện tại. Hãy quay về quá khứ và nhớ lại thời điểm khi bạn biết rằng mình được ở trong trạng thái yêu thương trọn vẹn. Đó có thể là thời gian khi bạn còn nhỏ, hoặc một thời điểm sống cùng với người bạn đời hay đứa con của mình. Hãy nhớ lại càng nhiều càng tốt về thời điểm đó, cảm giác lúc ấy ra sao, điều gì xảy ra và bạn đã nói gì với bản thân. Bạn có thể nhớ được những việc này không? Phương pháp 12, cách thức khoe mẽ để mở rộng sự hiện diện và thay đổi tâm trạng của bạn. Hãy để cho bản thân mình một phút, hoặc nếu bạn thật sự mạnh dạn, thì có thể 2 phút để khoe khoang về điều gì đó. Hãy kể về bất cứ việc gì mà bạn đã thực hiện bằng một cách thức ấn tượng, liều lĩnh và quyết liệt. Hãy trở thành một huyền thoại trong đầu mình ít nhất 1 phút, cứ nói to nhất có thể. Nếu cần hãy đứng lên bàn la hét, làm những hành động thật mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như thế trong vòng 60 giây. Thậm chí nếu trong đầu bạn hết thứ để nói, thì hãy bị ra, làm bất kỳ việc gì để quá trình được tiếp tục. Tại sao vậy? Bởi vì đó thật sự là phương pháp chữa bệnh. Phương pháp 13, cách thức kiểm soát sự phản đối. Đối với phương pháp này, hãy để cho bạn cùng nhóm đưa ra những lời phản đối. Ví dụ anh ta có thể nói, tôi nghĩ anh thật ngu ngốc, sau đó bạn nói rằng, cảm ơn, sao anh lại nói vậy? Đơn giản, bạn nhắc lại bài tập nhiều lần, cho đến khi nó không còn làm bạn bối rối khi đưa ra câu trả lời. Mỗi lần như thế, bạn sẽ cảm thấy áp lực giảm đi, cảm xúc lắng xuống, và sự hiểu biết tăng lên. Lời khuyên, nên tiến hành bài tập này theo cách ngồi quỳ gối, thì sẽ có được tác động lớn nhất, người kia càng tỏ ra khó chịu và gây khó khăn cho bạn càng tốt. Và mỗi lần bạn ngập ngừng, bối rối và líu lưỡi, thì anh ta phải nói, dừng lại. Tiếp theo,
anh ta phải nhắc lại sự phản đối đó. Hãy thực hiện sự phản đối này nhiều lần để có được sự phản ứng một cách yên lặng, không cảm xúc và trơn tru. Phương pháp 14. Cách thức xua đi suy nghĩ, đáng ra phải chi, đã có thể và giành lại sức mạnh. Khi bạn cảm thấy mình đã thất bại trong việc gì đó và giọng nói trong đầu bắt đầu bắn phá bạn, thì đó là thời điểm cần tạo ra một danh sách khác. Lần này, danh sách của bạn sẽ bao gồm tất cả những gì giọng nói trong đầu lên tiếng, rằng bạn đáng ra, nên làm, hoặc phải chi đã làm. Phương pháp 15. Cách thức định vị cảm xúc thật để bạn có thể giải phóng năng lượng của mình ở mọi thời điểm. Khi bạn buồn phiền hoặc xúc động, bạn phải chất vấn bản thân. Điều quan trọng ở đây là bạn cần cố gắng xác định cảm xúc, đặc biệt nếu nó mang tính tiêu cực. Liệu tôi có đang cảm thấy giận dữ lúc này không? Tôi không cảm thấy giận dữ. Liệu tôi có cảm thấy nản chí? Đúng, tôi rất nản chí. Khoảnh khắc bạn xác định được cảm xúc của mình là gì thì năng lượng của bạn bắt đầu thay đổi. Nếu không xác định đúng cảm xúc thì chúng ta có xu hướng đổ lỗi cho người khác và nghĩ rằng vấn đề là do ông chủ, khách hàng hoặc gia đình. Đó chính là sự biện hộ và đổ lỗi. Nó chẳng đi đến đâu cả. Cảm giác bối rối có thể xuất phát từ việc nhầm lẫn, thất vọng, tức giận, sợ hãi hoặc thậm chí là buồn phiền. Nó có thể bắt nguồn từ bất cứ điều gì, nhưng mục tiêu của bạn trong tiến trình này là phải tìm ra cảm xúc mà bạn đang có. Phương pháp 16. Cách lựa chọn mình muốn cảm thấy thế nào. Nhiệm vụ của bạn trong phương pháp này là phải xác định được bạn hoặc ai đó đang ở chỗ nào trên thang cảm xúc và giúp cảm xúc ấy tăng lên một cách thích hợp. Nếu bạn thực hiện phương pháp này với người khác, thì khi bạn đã xác định được cảm xúc thực của họ, hãy chất vấn, bạn cảm thấy như thế nào? Sau đó bạn có thể nói về việc cần phải làm để điều đó xảy ra. Đến thời điểm này, thì tâm trạng của người đó tự nhiên sẽ được cải thiện ở mức độ năng lượng sẽ tăng lên. Sau đó nhớ lại thời điểm bạn có cảm giác mà mình đang mong muốn và nhớ lại thời điểm bạn ở cùng ai đó có cảm giác giống vậy, hình dáng của nó ra sao, cảm xúc của nó như thế nào. Nếu bạn thực hiện điều này, bạn sẽ nhanh chóng thay đổi được cảm xúc của mình. Phương pháp 17. Cách thức đưa bản thân mình và nhóm về hiện tại. Đây là phương pháp kiểm soát giọng nói của cả nhóm. Tôi gọi nó là những gì tôi cảm thấy muốn nói. Các bạn ngồi lại với nhau trước bất kỳ cuộc hội nghị hay cuộc họp nào và mỗi người lần lượt lên tiếng. Những gì tôi cảm thấy muốn nói là từ quan trọng nhất ở đây là cảm thấy, và tất cả những gì mọi người được phép làm là nói mình cảm thấy như thế nào. Ví dụ, những gì tôi cảm thấy muốn nói là tôi thật sự mệt mỏi và tôi không muốn tham dự cuộc họp này. Những người khác đáp lại bằng câu nói đơn giản, cảm ơn. Nhưng phải tuân thủ nguyên tắc này, không ai được lặp lại và không ai được phép nói đồng ý hoặc không đồng ý. Ví dụ, ô, tôi cũng cảm thấy điều đó hoặc tôi cũng cảm thấy điều đó. Bạn chỉ được phép lắng nghe. Và khi mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình, thì bạn nói cảm ơn. Đồng thời bạn phải đặt ra giới hạn về thời gian, thông thường từ khoảng 30 giây trở xuống là thích hợp nhất. Phương pháp 18. Cách thức gọi nói ra, làm sáng tỏ những vấn đề giấu mặt đang cản trở thành công. Bất kể khi nào giọng nói trong đầu bạn lên tiếng, phải gọi nó ra, nói với nó về bản chất vốn có của nó. Nếu bạn sai thì cũng không phải là vấn đề gì lớn và chúng sẽ nói, không, mọi thứ vẫn tốt. Nhưng nếu có gì đó thực sự đang diễn ra thì bạn phải đặt nó lên bàn thảo luận và thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ bạn có cơ hội giải quyết những việc phải làm hay những vấn đề thuộc về phạm vi cá nhân mà nếu không giải quyết được, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc trò chuyện. Nó giúp mở toang cánh cửa đối với giọng nói trong đầu của mọi người. Phương pháp 19. Vượt qua suy nghĩ tôi không thể làm được việc đó. Đầu tiên, như tất cả những phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu, khi bạn nghe thấy thế hãy nói, dừng lại. Tốt nhất là một câu dứt khoát, mạnh mẽ và to tát. Hãy thử ngay bây giờ, dừng lại. Tốt, hãy tìm ra những gì diễn ra bên trong bạn muốn phá hoại giấc mơ của bạn. Sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải đứng bằng chính nhiệt huyết của mình và lập trình lại những phần trong con người đang níu kéo bạn lại. Phương pháp 20. Vượt qua suy nghĩ tôi không biết cách thực hiện việc đó như thế nào. Trước tiên, luôn luôn nói dừng lại một cách rõ ràng và dứt khoát. Tiếp theo, cũng giống như phương pháp trên, bịa ra lý do bạn không biết làm như thế nào. Việc bạn sáng tạo ra những gì không thành vấn đề. Điểm mấu chốt là chúng phải kỳ quặc. Hãy bịa ra một cách mạnh mẽ, dứt khoát và nhanh cho đến khi bạn cười phá lên, vì điều đó hoặc ít nhất bạn cũng bớt phiền muộn đi chút ít. Cuối cùng, chất vấn bản thân câu hỏi quan trọng sau, nếu tôi đã biết phải làm gì, thì bước đầu tiên tôi sẽ thực hiện là gì? Não của bạn sẽ đưa ra câu trả lời lớn và ngay sau đó nó sẽ tham gia cuộc đua. Phương pháp 21, truyền nỗ lực không ngừng của bạn. Tìm ra lĩnh vực cuộc đời mà bạn sẽ nỗ lực không ngừng. Truyền thói quen, sự tập trung và cường độ mà bạn đã có vào một lĩnh vực khác trong cuộc sống mà bạn cần phát triển.
Thôi lừa gạt bản thân bằng cách nói rằng lĩnh vực đã bị bỏ quên trước đó là không đủ quan trọng. Sử dụng cùng một giọng nói đã thúc đẩy bạn chinh phục đỉnh núi để thúc đẩy bạn trong vấn đề tài chính. Hãy nhớ, khi hai người đi cùng nhau, thì người có năng lượng cao hơn sẽ giành chiến thắng. Thương vụ lớn nhất chính là bán hàng cho giọng nói trong đầu bạn, chẳng có cuộc gọi nào lại không dính dáng đến kinh doanh, vấn đề nằm ở chỗ phần nào trong con người bạn sẽ chiến thắng. Bạn hay giọng nói trong đầu của mình, sự lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay bạn. Nhưng bây giờ bạn đã có thêm một công cụ hỗ trợ, hãy lựa chọn để thành công. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để các video tiếp theo sẽ ngày càng hữu ích hơn. Nếu thấy nội dung video hữu ích, xin bạn hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Bạn nhận được điều gì hoặc có cảm nhận gì khi xem video này, hãy bình luận bên dưới để chúng mình cùng biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt bạn.